Long Chun xin hân hoan chào đón quý vị quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca năm 2022. Quý vị thân mến, một tuần vừa rồi là một tuần mà các cặp thí sinh của chúng tôi đã tập luyện rất nhiều và hứa hẹn sẽ đem lại cho tất cả quý vị những phần trình diễn đặc sắc và không thiếu tính bất ngờ. Và ngay bây giờ hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để cùng đón hai giám khảo chính của chúng ta, MC diễn viên Đại Nghĩa và nữ ca sĩ Hòa Minzy. Giám khảo chính của chúng ta thì ngày hôm nay đến đây có một giám khảo khách mời vô cùng đặc biệt. Và hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn cho nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Phải đẹp cho đến phút cuối cùng em ạ. Đây là sự tinh tế trong nghề. Ôi giời ơi. Đầu tiên xin cho Võ Hạ Trâm được gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Chào anh Đại Nghĩa, chào Hòa Minzy. Chào em. Chào em Long. Dạ, em chào chị Võ Hạ Trâm. Được biết chị Võ Hạ Trâm là một trong số những thí sinh rất là nặng ký ở những mùa trước đây. Không, lúc đó chị ốm. Không, lúc đó chị ốm lắm, chị không có nặng. Không, nặng ký về nội lực bên trong chị. Đó, cho nên là ngày hôm nay em rất vui được gặp chị ở đây. Và ngay bây giờ thì chị hãy cùng di chuyển về vị trí của ban giám khảo để giao lưu với chương trình một chút nha. Ok, bây giờ mình đi về luôn hả em? Bây giờ mình đi về luôn. Dạ. Cảm ơn em. Chị Trâm thân mến, sau một khoảng thời gian rất dài quay trở lại với Gương Mặt Thân Quen ở vị trí ban giám khảo, chị cảm thấy như nào? Chị thấy vui. Bởi vì chị gặp anh Nghĩa, gặp Hoa nè. Bởi vì lâu lâu mới có dịp được gặp những người anh em trong nghề, cho nên là đây là một cái dịp mà anh em có thể thoải mái trao đổi về nghề và cũng như là thưởng thức những phần trình diễn của các bé. Trời ơi, sao nãy dẫn dẫn mà xuống đây nói nghiêm túc vậy? Ủa, chứ giờ em muốn chị sống sao? Không phải, bình tĩnh đi, hồi nãy là thuốc chưa có thấm. À, trước khi bước ra sân khấu bên trong cánh gà là có uống thuốc rồi, mà ra tới chỗ đó là chưa có thấm, về tới đây thuốc nó mới ngấm, cho nên là mới nói đàng hoàng được vậy. Anh ơi, thuốc đó chỉ có tác dụng trong vòng 15 phút thôi, lát nữa anh thấy nó khác nữa. Bây giờ là bắt đầu khác rồi đó. Chị Võ Hạ Trâm thân mến, trước khi mà bước vào phần thi của các thí sinh ấy, em muốn hỏi là không biết tiêu chí chấm điểm của chị tại chương trình Gương Mặt Thân Quen là như nào? Gương Mặt Thân Quen thì thường thường tiêu chí của mình là sẽ là giống. Giống. Đó, giống là đầu tiên và hay là thứ hai. Đây là cái điều mà anh cũng hay nói á, trước tiên là phải giống, giống về giọng hát hoặc là giống về cái phong cách, cái diễn xuất của cái người nghệ sĩ đó. Rồi nếu như mà bữa đó mà vô tình hỏng may mà các bạn không có giống nhiều lắm thì lúc đó chúng ta sẽ xét vào cái tiêu chí tiếp theo, đó là cái tiêu mục đó như thế nào, hay hay không hay, đặc sắc hay không. Rồi nếu như sau đó nữa mình sẽ xét tiếp cái tiêu chí là à, tiết mục đó cái độ khó nó là bao nhiêu. Đó, tức là nó có những cái tiêu chí để chúng ta dựa đến đó mà chúng ta đưa ra được cái điểm số. Khi mà các bé tham gia một chương trình như thế này thì mặc dù là vui là chính, nhưng mà cái điểm mình không thể chấm bằng nhau được. Những phần trình diễn của các bé nó khá là cân bằng. Anh Nghĩa mới nói đó, đôi khi có những cái tiết mục nó quá là giống nhau đi, đáng nghĩa ra mình cho cùng điểm 9, nhưng mà vì luật của chương trình của mình là phải cho từ điểm 7 đến điểm 12, nó rất là khó khăn. Thế nhưng mà những ngày đầu thì các bé có hơi buồn một chút, buồn buồn ra mặt một chút, nhưng mà bây giờ các bé đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Là các bé là vui vẻ đón nhận kết quả và cố gắng ở những tập sau. Có những bé mới đầu thì cũng vẫn là vui vẻ nhưng bé chưa bung được hết. Nhưng mà ở tiết mục tuần trước thì bé đã bung ra và đã giành được giải nhất. Cho nên là em nghĩ là các con hãy thật là thoải mái. Vì thoải mái thì chúng ta mới làm được những cái gì hay nhất, tốt nhất. Vòng hôm nay là tuần thứ 7 rồi thì chúc các con sẽ thật là thành công. Xin cảm ơn hội đồng ban giám khảo. Và quý vị thân mến, đúng là như vậy. Trải qua mỗi tuần thi thì các bé đều sẽ có những cái trải nghiệm vô cùng thú vị mà chưa chắc là các con có thể được trải nghiệm cái cảm giác đó ở đâu khác ngoài sân khấu của chương trình Gương Mặt Thân Quen. Và một trong số những cái điều thú vị và ngay bây giờ sẽ xuất hiện trên sân khấu này, đó chính là một ca khúc mang tên Mắt Này Cha 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 dưới sự thể hiện của Bảo Yến, Rosie và bé Bảo Ngọc. Xin mời quý vị.
sao? Bây giờ cảm giác của con khi mà lần đầu tiên kể từ đầu chương trình tới giờ con được nhất tuần. Con cảm thấy là rất là vui. Vui. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Tự hào. Tự hào. Đây, mình sẽ ở đây. Cái đó cần ở đây và thêm vài tấm nữa nha. Dạ. Bây giờ là tới cái phần mà con mong nhất và hồi hộp nhất là phần máu quạt. Đấy hả? Ủa sao con chưa vô đây lần nào mà con nhầm vậy? Tại mỗi lần mà mấy anh chị kia vô nhận là con hay ngó ngoài. Ừ, ước mơ đúng không? Là dạ. Ước mơ thành sự thật à? Dạ. Mình lấy tấm ở đây đi. Một buổi nạp năng lượng đặc biệt. Yeah. Wow. Ta sẽ để dành cái phần thưởng mà cho những tập mà cuối cuối lúc mà căng thẳng quá. Con sẽ dắt cô đi ăn, đi chơi, đi uống, đi đâu cũng được. Con sẽ chọn một chỗ mắc nhất cho chương trình trả tiền. Quá trời luôn. Trong tuần này thì con và cô chọn sẽ chọn bài bài mắt na cha cha cha. Nhắc đến mắt na cha 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 là người ta sẽ nhớ ngay đến cô Hồng Ngọc. Con thấy là khó nhất là cái giọng hát. Rồi khó thứ hai, khó phụ. Ừ. Là cô Hồng Ngọc có một cái bụng ốm. Ừ. Mà phải mặc đồ hở bụng nữa. Con chỉ có một cái bụng hơi mở mở. Bánh mì, tại vì con tên là bánh mì. Dạ. Thì eo con hơi bánh mì đúng không? Dạ đúng rồi. Con sẽ làm một phiên bản cô Hồng Ngọc eo bánh mì thương. Và hy vọng là hai cô trò sẽ cố gắng làm tốt nhất cái tiết mục này để hóa thân thành chị ca sĩ Hồng Ngọc. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng hướng mắt lên để cùng xem clip gốc của ca khúc Mắt Na Cha Cha Cha. Một mình mà anh ngồi nơi đây chờ bóng ai 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 ai. Mắt này ơi xin đừng đi nhé em, mắt này ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua có những phong ba, tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Ngọc. Xin chúc cho tất cả quý vị khán giả sức khỏe và lời chào, và là chào trân trọng nhất. Trên con đường về một nụ hồng, một nụ hồng tặng cho mắt này trông xinh xinh em thiết tha mò trắng tinh. Mới có hôm nào em còn thơ ngây, bước trên con đường quen thuộc tới trường. Thế nhưng bây giờ em đã khôn lớn và đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Từng nhịp, từng nhịp, từng nhịp theo bước chân em tung tăng hát ca trên con phố này. Để một người ngồi mãi thẫn thờ và ngày ngày đợi chờ bóng em đi qua. Mới có hôm nào em còn nơi đây, thế nhưng bây giờ em đã xa rồi. Để tôi một mình mãi ngồi nơi đây chờ bóng ai 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 ai. Shout, shout.
bâng khuâng, cho tim ai khao khát đợi chờ trong cõi lòng ôm mối từng từ. Cô bé ơi, cô bé ơi, cô bé ơi. Cho mắt này em thường ngày bước đi trên con đường về, một nụ hồng tặng cho mắt này trông xinh xinh, em thiết tha màu áo trắng tinh. Mới có hôm nào em còn nơi đây, bước trên con đường quen thuộc cây trường, thế nhưng bây giờ em đã khôi lớn và đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Từng nhịp, từng nhịp, từng nhịp theo bước chân em tung tăng hát ca trên con phố này, để một người ngồi mãi thẫn thờ và ngày ngày đợi chờ bóng em đi qua. Mới có hôm nào em còn nơi đây, thế nhưng bây giờ em đã xa rồi, để tôi một mình mãi ngồi nơi đây chờ bóng ai ai. Quý vị khán giả, vừa rồi Hồng Ngọc đã gửi tới quý vị một ca khúc Mắt Này Cha Cha Cha, và chúc cho tất cả quý vị mãi mãi tuổi 18. Cái chữ 8 hơi bị bể. 8 hơi bể ha. Chị Ngọc ơi, hôm nay chị tái hiện lại một cái ca khúc rất là bất hủ của chị ở trên sân khấu Gương Mặt Thân Quen, thì cảm xúc chị như nào hả chị? À, hôm nay chị mới từ Mỹ về biểu diễn cho khán giả Việt Nam xem nên cũng rất là vui và rất là sung. Ok chị, bây giờ thì để em mời giám khảo nhận xét hai chị để xem là cái phần biểu diễn của hai chị hôm nay như nào. Mời giám khảo Đại Nghĩa. Nhìn hai cái phiên bản Hồng Ngọc này dễ thương quá. Một Hồng Ngọc là có tập gym cho nên body săn chắc, rất đẹp, rất chuẩn. Còn một Hồng Ngọc là gương mặt baby sổ sữa, đáng yêu vô cùng luôn. Nhìn hai cô cháu mà đứng trên một cái bục cao nữa, cho nên là nhìn thấy rất là rõ. Và hai cô cháu vừa nhảy vừa hát làm cho chú Nghĩa rất là nhớ về cái khoảng thời gian khi mà cái bài hát này vừa mới được ra mắt á. Lúc đó cái bài này mình đi đến đâu mình cũng nghe hết. Cái Mắt Này Cha Cha Cha, ca khúc đã làm nên tên tuổi của ca sĩ Hồng Ngọc. Khi mà hai cô cháu mà diễn á, thì nghe ra được cái âm sắc từ Bảo Yến Rosie, tức là Bảo Yến đã hát, mình nghe ra được cái âm của Hồng Ngọc vào cái thời điểm đó. Đặc biệt là có mấy cái từ em có nốt đây là Mắt Này ơi xin đừng đi nhé em, Mắt Này ơi xin đừng đi nhé em, Mắt Này ơi xin đừng xa cách tôi. Cái đó là hát rất là ra luôn rồi, chát cha, nói chung là nghiên cứu rất là kỹ. Còn với bé Bảo Ngọc thì có lẽ là con còn nhỏ lắm, cho nên là cái giọng của con sẽ rất khó để có thể kéo xuống làm sao cho nó có được cái độ dày trầm giống như của Hồng Ngọc được. Cái điều đó đã được huấn luyện viên của con gánh giùm cho con rồi. Khi mà Bảo Ngọc hát á, thì Bảo Yến có lòn cái giọng nền ở xuống dưới để cho không bị quá khác biệt, bởi vì giọng của bé Ngọc
còn nhỏ và giọng cao nữa, trong nữa, làm sao mà có thể giả được cái giọng trầm? Thì có nền của cô Rosie ở bên dưới thì con cứ thỏa sức mà con hát. Để về cái giọng hát á, thì huấn luyện viên đã gánh bớt giùm cho con được phần nào. Còn với con thì chú Nghĩa vẫn thấy có một cái sự dễ thương, đáng yêu của bé Bảo Ngọc. À, mình có cái mục ruồi không ta? Dạ có. Dạ có. Có. Đúng rồi. Tại vì nhìn xa thì không có thấy rõ lắm, nhưng mà cô Ngọc cũng có một cái nốt ruồi rất là quen thuộc ha. Dạ. Và như vậy là mình cũng đã chú ý rất là kỹ đến những cái chi tiết của cô Hồng Ngọc để mình có thể mình hóa thân làm sao cho nó giống nhất. Chúc mừng hai cô trò. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa. Thế còn giám khảo Võ Hạ Trâm, chị có phần nhận xét như thế nào về tiết mục mở màn ngày hôm nay ạ? Chị có lời khen cho tiết mục này. Thứ nhất là phải khen Bảo Yến Rosie, em đã để ý rất kỹ về cái thái độ diễn của chị Hồng Ngọc. Cái môi không bao giờ khép lại hết trơn, nó cứ hờ vậy nè. Xong rồi mặt nó cứ nhăn nhăn vậy nè. Đó, và em đã rất là nghiên cứu những cái nét diễn của chị Hồng Ngọc, và cả phong cách cũng hơi khòm khòm như thế này, không bao giờ đứng thẳng hết trơn. Và ngay cả cái cách mà em mở cái khẩu hình nè, để em phát ra được cái chữ cha cha cha, nó cũng rất là giống chị Ngọc. Và cả hai rất đầu tư về phần vũ đạo, và tại sao lại có cái phần khuyến mãi đặc biệt ở phần sau vậy mọi người? Ở bản gốc là làm gì có, sao tự nhiên vô cái thời đại này có quà quà lum la. À, đó là biên đạo ạ. À, dạ. Vậy là khuyến mãi bonus thêm á hả? Bonus thêm với lại anh giám đốc âm nhạc á, thích quẩy. Dạ, à, ok. Ảnh tự gửi tâm tư của ảnh vô bài hát luôn. Cái gì mà thở ra hoài vậy? Em là em ghi mong này từ tuần trước rồi. Là tuần trước á, cái cặp đôi này nè, hóa thân hình Hòa Minzy, hát cái bài Ăn Gì Đây. À. Thì công giám đốc âm nhạc chương trình này á, lấy ngay cái bài phối mà vừa mới làm cho Hòa mà mới đi diễn có một lần thôi. Ủa vậy hả? Lấy đưa thí sinh thi luôn, được giải nhất tuần. Đâu có xin bản quyền. Cũng may là cuộc đời này nó cũng có cái bù trừ, thì cũng chưa có xin em, thì em cũng chưa có chuyển khoản đó chị. Thì là chương trình Gương Mặt Thân Quen là chuyển cả đó. Okay, okay. Cho nên là đến tuần này vẫn còn ấm ức. Này, quay lại với tiết mục thì cô rất là khen Bảo Ngọc nha, tại vì con rất là tập trung để con nhớ động tác nè, con tại vì hai người diễn song ca mà. Đó, cho nên là phải có những cái sự tương đồng về mặt diễn xuất, về mặt hình thể, vũ đạo, động tác. Thì Ngọc rất là nhớ bài. Và cô khen cả hai đã có một cái tiết mục mở màn rất là vui và rất là đẹp mắt. Cảm ơn cô. Cảm ơn giám khảo Võ Hạ Trâm. Còn Hà Minh Di thì sao? Đúng tính chất của chương trình đó chính là Gương Mặt Thân Quen, nhưng mà là phiên bản song ca. Hai cô trò thực sự là rất là hòa hợp với nhau trên sân khấu. Và em cảm nhận nha. À, chị Trâm không biết thì các tuần đầu tiên là con là huấn luyện viên khác. Và con mới phải tay huấn luyện viên thôi. Nhưng mà em cảm nhận như là đây là kiểu hai cô trò đã gặp nhau lâu rồi, rồi được tập với nhau lâu rồi. Không biết có phải là con ở bên cạnh cô Bảo Yến, con cũng cảm thấy rất là thoải mái không Ngọc? Dạ, con cảm thấy thoải mái nè, rồi rất là vui. Cô cũng rất là yêu thương con nên con cũng thích cô. Và vậy nên là cô Hòa cảm thấy hai cô trò đứng trên sân khấu nó có những cái nhịp nhàng với nhau mà rất là ăn ý với nhau luôn. Huấn luyện viên Bảo Yến Rosie nghiên cứu rất là kỹ từ những cái biểu cảm. Đúng là chị Hồng Ngọc khi hát thì miệng của chị khẩu hình miệng lúc nào cũng mở rất là lớn. Luôn cười. Luôn cười và hát. Và bởi vì cái khẩu hình miệng đó là cái từ phát ra nó cũng rất là chắc và lớn. Đó, nhưng mà Bảo Yến làm cực kỳ gọi là giống luôn. Và ngày hôm nay là một cái điểm cộng cực kỳ cho huấn luyện viên Bảo Yến. Con lại càng ngày càng thoải mái hơn trên sân khấu. Cho nên là Bảo Ngọc hôm nay đã tạo ra một tiết mục mọi người xem ở dưới cảm thấy rất là vừa dễ thương này, vừa chuyên nghiệp nữa. Chúc mừng hai cô trò một tiết mục mở màn rất là hay, rất là dễ thương nha. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn những lời nhận xét đến từ vị trí của ban giám khảo. Phải công nhận một điều là từ lúc mà bé Bảo Ngọc kết hợp với cả cô Bảo Yến Rosie thì con đã có những cái màn lột sắc rất là khác so với những cái tuần trước. Và chú hy vọng rằng càng về sau chúng ta sẽ càng biến hóa thật là nhiều màu sắc nữa. Xin chúc mừng đội của Bảo Yến Rosie. Quý vị thân mến, và trước khi đến với tiết mục tiếp theo, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Gương Mặt Thân Quen sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca đêm thi thứ 7. Ngay bây giờ trên sân khấu này, chúng ta sẽ cùng chào đón một ca sĩ, vũ công, diễn viên người Mỹ với sự nghiệp vô cùng tỏa sáng. Và cô ấy đã được mệnh danh là nữ hoàng nhạc rock and roll. Chúng ta hãy cùng chờ đón xem màn hóa thân của đội Phượng Vũ và bé Khả Hân. Xin mời quý vị. Hello mọi người,
Và trong tuần này thì team Phượng Vũ và Khả Hân đã bấm trúng cô Tina Turner. Con cảm thấy là rất là khó luôn, tại vì cái điệu nhạc của cô thì thường con không có xem những cái bài nhạc ở bên nước ngoài, con chỉ xem mấy cái bài Hàn Quốc. Còn cái cô này thì con không biết luôn. Cô Phượng đã chỉ là lên đó thì cháy hết mình, giọng hát thì cứ làm theo cô là được, không có cần phải gung gì hết. Và lâu lắm rồi tụi mình không vào phòng mạo hiểm, cho nên lần này bọn mình quyết định là thử vào phòng mạo hiểm xem có thử thách gì thú vị không. Giống như cái hồi vừa ấy cô báo với cô báo chứng món quà đặc biệt đó, cái nên là con thấy cô may mắn thôi, con sẽ chọn màu đầm của cô. Con đọc đi. Cô hồi hộp lắm, cô không thể đọc được. Thử thách của bạn là kết hợp thêm một nhân vật nữa vào tiết mục tuần này. Hãy chọn nhân vật ngay bây giờ và tập luyện chăm chỉ nhé. Chúc bạn hoàn thành tốt thôi. Sao vậy? Sao vậy? Tại vì nếu cô làm cô Tina Turner chung với con thì những lúc mà con bị đứt hơi thì cô có thể giúp con được, mà nếu cô làm người khác thì con xỉu. Cô nghe cô Tina Turner hát rất là nhiều bài, thế nhưng mà hát xong ca thì ít lắm. Để cô nhớ xem. Có một lần cô xem cô Tina Turner có hát bài Proud Mary cùng với cô Beyoncé. Cô Beyoncé. Con không có biết, tại vì con đứng với cô với dòng nhạc đó đâu. Ok, đừng lo, đã có cô ở đây rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tập luyện cái tiết mục này. Và cô sẽ hóa thân thành cô Beyoncé và con sẽ hóa thân thành cô Tina Turner. Và hai cô trò mình sẽ thật là sung. Yeah. Yes. We'll be right back.
faithfully. Don't have to worry, you can't for money. People on the river are but to keep. Cảm ơn vũ đoàn BM Kids và vũ đoàn Huỳnh Mến rất nhiều ạ. Dễ dễ cái sống mũi, cái dễ cái sống mũi. Trời ơi, cái mũi của bà là vẽ mấy lần rồi đó. Cô Hòa Minh Di đang rất là muốn nhận xét ngay đúng không? Trời ơi, nhìn xem tiết mục gốc á, xong rồi cái là nhìn lên sân khấu ngày hôm nay nó có cái điểm gì khác không trời? Phải may mắn là sao chọn được một cái nhân vật mà cái mặt nó lại giống đến thế. Đứng trên sân khấu này giống lắm, nhưng mà cái quan trọng cái giống đó với khuôn mặt nó chưa đủ. Mà nó đùa cái là gì? Từ những cái lắc mông của bà ấy nè. Bà lắc mông kìa nè. Xong rồi những cái lúc mà ngay từ bước ra là bà hất tóc và hất lên luôn. Bà vuốt như vậy. Con rất là thích diễn cô Trâm ạ. Con rất là thích diễn cho nên là ngày hôm nay là con vừa được thỏa sức trên sân khấu là mình hóa thân thành người khác mà mình còn vừa được diễn theo một cái phong cách gọi là khác hẳn hôm trước ha. Tuần trước mình là oai phong lẫm liệt, hôm nay là mình quẩy tung sân khấu luôn. Tiết mục đầu tiên đã là một màn song ca mà cô Hòa cảm thấy nó rất là hòa hợp. Đến cô Phượng Vũ và bé Khả Hân thì cô còn thấy đây là một màn song ca mà vừa hòa hợp này, vừa chất này, vừa giống mà lại còn vô cùng bùng nổ đó. Chúc mừng hai cô trò. Trời ơi. Còn cô Võ Hạ Trâm thì sao ạ? Thấy cô Võ Hạ Trâm rất là chăm chú lắng nghe và rất là hòa mình vào cái điệu nhạc này. Tất nhiên rồi, nghe nhạc rock and roll mà ai có thể ngồi yên cho được. Cái tiết mục này á, nó có một cái lợi thế hơn, có nghĩa là một tiết mục song ca và hai nhân vật khác nhau, chứ không phải là như là Mắt Na Cha Cha là hai nhân vật phải làm cùng một người. Đó, cho nên là đối với Phượng Vũ hóa thân Beyonce thì không có gì gọi là khó khăn để mà hóa thân. Giọng Phượng Vũ cũng là một cái giọng alto dày để có thể dễ bẻ sang giọng của Beyonce. Còn đối với Khả Hân á, là lần đầu tiên là cô xem phần trình diễn của con và cô phải xác định là bình thường con cũng rất là nhiều năng lượng đúng không? Dạ, yeah, dạ. Yeah. Ở đây là nó làm tự nhiên lắm anh, có nghĩa là nó bước ra sân khấu này nó chứ mà la làm gì làm xong. Cái máu diễn có sẵn trong người đúng rồi. Rồi, máu diễn mà có cái sự hề ở trong đây nữa. Duy dáng. Dạ, đó nó sẵn vậy nè nè. Rồi xuống bắt đầu rolling, yếu mê nghề của bà thêm cái phần cái hồng á. Bé nó múp á. Cảm giác bà được làm bà đó. Đúng rồi, nó thoải mái, không phải là bị gò bó gì hết. Cho nên là cô rất là chúc mừng cái phần trình diễn này. Hai nhân vật đã rất là bùng nổ. Và chắc chắn là Phượng Vũ cũng đã phải chỉ cho bé rất là nhiều. Và cảm ơn em đã truyền lửa cho bé và cả hai cô trò ngày hôm nay có một tiết mục rất là tuyệt vời. Cảm ơn giám khảo Võ Hạ Trâm. Xin mời giám khảo Đại Nghĩa. Như cá gặp nước vậy đó. Hai cô trò gặp phải nhân vật này như cá gặp nước đúng nghĩa luôn. Khi mà chú Nghĩa xem cái clip gốc á, chú Nghĩa đã nói với hai cô bên đây rồi. Chà, bé Khả Hân có vẻ là hợp với nhân vật này nha. Bởi vì cái sự duyên dáng của con đã được thể hiện qua nhiều tuần thi trước nè. Rồi chưa kể cái giọng khàn của con nữa, rất là hợp giọng của bà Tina luôn. Bà Tina ở khi mà bà ấy diễn với cô Beyonce lúc này là bà cũng đã lớn tuổi rồi. Và cho nên là cái giọng của bà rất là khàn và rất là khỏe, dày. Mà Khả Hân thì may mắn có được cái giọng đó. Cái khàn đó. Cái khàn đó của Khả Hân có. À, cho nên là khi Khả Hân vào cái nhân vật này chú Nghĩa thấy nó rất là phù hợp luôn. Giống như là con may mắn khi con lựa chọn được một cái nhân vật nó giống với mình. Chúc mừng hai cô trò. Cảm ơn chú. Và cảm ơn ban giám khảo ạ. Mà mọi người có biết là khi mà nhận được cái icon này á, sau khi cô trò chọn được cái ca khúc này thì bé Khả Hân có 1 đến 2 ngày tự tập ở nhà và mẹ báo là khóc quá trời. Bảo là trời ơi, con thấy cô hát mà không có giống cái lời. Tại vì Phượng Vũ có gửi cái lời cho bé Khân nhưng mà tại vì cô Tina, cái cách phát âm của cô ấy nó rất là đặc trưng, nó không chính xác như khi mà mình phát âm tiếng Anh. Cho nên là bé khi mà đọc tiếng Anh xong bắt đầu nghe cô và không cô hát không đúng lời và không cô hát đúng lời đó. Mình phải chỉnh làm sao mà để cho bé có thể làm được cái giọng của cô ấy mà vẫn phát âm đúng tiếng Anh. Dạ, là bé nỗ lực rất là nhiều và rất là chăm chỉ ạ. Yeah.
Nói chung là qua mỗi tuần thì tuần nào cũng thấy bé Khả Hân rất là áp lực với nhân vật, nhưng mà khi mà bước lên sân khấu là làm rất tốt. Cho nên là mình hãy tự tin lên, vì chú tin chắc là số điểm tuần này của Khả Hân cũng không thấp đâu. Xin chúc mừng hai cô trò vì phần trình diễn cực kỳ tuyệt vời vừa rồi ạ. Dạ con xin cảm ơn. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ trên sân khấu Gương Mặt Thân Quen sẽ tái hiện lại ca khúc Vẽ của ca sĩ Trúc Nhân. Và trước khi đến với phần trình diễn này, chúng ta hãy cùng điểm qua một vài hình ảnh tập luyện của đội Bình Phong quý vị nhé. Vẽ lên trời cao rộng, cơn gió lộng, đừng nhẹ tôi bay cao. Hello mọi người, và team Bình Phong đã trở lại. Thì đợt này thì team Bình Phong không còn là team mạo hiểm hay là team lo lắng nữa, mà là team thoải mái nha. Mọi người ơi, cái bộ là cứng người thì bây giờ là thả lỏng người nè mọi người. Mềm người nha, ok. Vậy tuần này thì là mình sẽ hóa thân vào nhân vật là chú Trúc Nhân Phong. Vậy thì Phong thấy thì sao? Cảm thấy rất là vui, tại vì là Trúc Nhân là con rất là thần tượng. Cái lúc mà con bấm chú Trúc Nhân á, là con hào hứng vui như ngày lễ hội luôn. Wow. Tại vì con rất là thích cái bài, tất cả các bài hát của chú, mà cái bài con thích nhất là cái bài chú mới ra lần đây, đó chính là bài Có Không Sẵn Mất Đi Tìm. Bài đó cô cũng thích nữa. Nó hóa thân thành chú Trúc Nhân thì mình sẽ lựa chọn ca khúc khá là nổi tiếng của chú, đó là ca khúc Vẽ. Thì con thấy bài đó là khá là khoai đó. Khoai dịu không? Không nha. Không dịu. Rất là khó đúng không? Ủa mắc cười quá hả? Ủa không dịu sao tự nhiên rủi cô vô cái phòng thoải mái này gì vậy? Tại đồ sống con gấu. Quá trời nước mèo rồi. Cái khúc này là không mềm người được nữa mà cứng tiếp nha. Dạ. Team của em thì đổi tên lần nữa hả? Xin phép được đổi tên là Vô Tri. Mỗi tập á thì là tụi em có rất là nhiều cảm xúc, là tụi em hoảng loạn lắm, cho nên không biết chọn cảm xúc nào. Chủ yếu bây giờ là mặc bộ đồ nào vô cái phòng đó cho nó hợp thôi đó cả nhà. Cô Bình ơi, ở trong bài này thì nó có rất nhiều cái điểm khó. Ví dụ như kiểu là luyến lẽ hay là cách biểu diễn của chú Trúc Nhân, cô có thể chỉ cho con một chút xíu được không? Thứ nhất là quản giọng đầu tiên là phải lựa cái tông hình phù hợp với con nhất. Và cái thứ hai là cái xử lý bài của chú rất là đặc trưng. Và những cái câu của chú hát cũng có rất là nhiều những chữ nhấn. Ví dụ như là như mình hát cái bài vẽ đúng không? Bài cao thì mấy cái chữ đó, mấy cái chữ của chú gằn. Con phải cố gắng, khi mà con lên sân khấu thì con phải cố gắng. À tôi không phải là Nam Phong hát bài vẽ, mà con tôi là Trúc Nhân hát cái bài vẽ. Đấy là cái điều quan trọng, và con không được xả vai một giây nào hết. Thì thôi bây giờ cô nghĩ là nên xem lại clip lần cuối cùng đi ha, trước khi lên sân khấu. Ngóng chờ cánh tôi đang ở đâu, tôi chìm sâu vào trong cơn mê đắm. Vẽ tôi đi tìm lại nhưng mình nghe phản gắt cuộc đời tôi. Vẽ tôi xa mù khơi, tôi tìm nơi nghỉ ngơi bình yên nhé. Vẽ cho tôi mặt trời để thức dậy. Tôi gửi lại cho ngày sau em bơi.
trời sao vẫn bơ vơ, cứ thế đứng ngóng chờ. Vé tôi đang ở đâu, tôi chìm sâu vào trong cơn mê đắm. Vé tôi đi tìm lại nhưng mảnh ghép hàn gắn cuộc đời tôi. Vé tôi xa một khơi, tôi định ngơ nghỉ ngơi bình yên nhé. Vé cho tôi mặt trời để thức dậy. Vé tôi đi tìm tôi nhận ra đời sau người toàn tính. Vé những bức hoa hình với đường nét màu sắc từng năm. Vé tôi đang ở đây và ôm lần tôi hát. Vé tất cả điều này bằng tiếng hát. Vẽ giấc mơ bằng những nét nhìn rạng khờ, bằng màu mực ngây thơ. Vẽ hôm nay tôi vẫn ngồi nơi đây, vẽ mọi điều mê say bằng đôi tay tôi đã hơn thế này. Vẽ thế gian bằng những nét nghiêng thẳng hàng, chẳng một vệt lo toan. Tôi cứ đi trên những bước chân chẳng cần nghĩ suy và toàn tính trước. Tôi mặc sức vươn mình để vẽ lên trời cao rộng, cơn gió lộng nồng nhẹ tôi bay cao. Vẽ lên nỗi nhớ buồn cao trong tim tôi. Tôi yêu em mất rồi, vẽ lên nhành hoa tôi gửi lại cho ngày sau em ơi. Vẽ tôi đang giữa trời sao vẫn bơ vơ, cứ thế đứng ngóng chờ. Vẽ tôi đang ở đâu, tôi chìm sâu vào trong cơn mê đắm. Vẽ tôi đi tìm lại như mảnh ghép hàn gắn cuộc đời tôi. Vẽ tôi xa một khơi, tôi tìm nơi nghỉ ngơi bình yên nhé. Vẽ cho tôi mặt trời để thức dậy. Vẽ tôi đi tìm tôi nhận ra đời sao điều ta tính. Vẽ những bức họa hình với đường nét màu sắc thật nồng nàn. Vẽ tôi đang ở đây và ôm đàn tôi hát. Vẽ tất cả điều này. Vẽ lên trời cao rộng, cơn gió lộng nồng tôi bay cao. Vẽ lên nỗi nhớ cồn cao trong tim tôi. Tôi yêu em mất rồi, vẽ lên nhành hoa dạng tôi gửi lại cho ngày sau em ơi. Vẽ tôi đang giữa trời sao vẫn bơ vơ, cứ thế đứng ngóng chờ. Vẽ tôi đang ở đâu, tôi chìm sâu vào trong cơn mê đắm. Vẽ tôi đi tìm lại nhưng mảnh ghép hàn gắn cuộc đời tôi. Vẽ tôi xa một hơi, tôi tìm nơi nghỉ ngơi bình yên nhé. Vẽ cho tôi mặt trời để thức dậy. Vẽ tôi đi tìm tôi nhận ra đời sau nhiều toan tính. Vẽ những bức họa hình với đường nét màu sắc thật ngổn ngang. Vẽ tôi đang ở đây và ôm lần tôi hát. Vẽ tất cả điều này. Lớn cho Trúc Nhân và xin cảm ơn Vũ Đoàn Hùng Mến. Thái Bình và Nam Phong thân mến, ở tuần này Long Trung thấy là các bạn đã hóa thân rất tốt. Tuy nhiên thì liệu cái lựa chọn ca khúc này có phải là một cái sự mạo hiểm với mình không? Bởi vì đây thì không phải là một cái ca khúc mà quá nổi tiếng của ca sĩ Trúc Nhân. Thực sự đây là cái ca khúc mà Nam Phong đề nghị và yêu thích nhất. Bảo là cô ơi, con muốn hát cái bài này khi mà con giả làm chú Trúc Nhân. Cho nên là con chia sẻ xíu để cho cô chú biết vì sao con lựa chọn nha. Con chào tất cả các cô chú ạ. Đối với con thì con thấy ca khúc này là một ca khúc rất là hay. Và cái thứ hai đó chính là mình có thể khoe được giọng hát của mình với các thái là có những cái nốt lên cao và con muốn thử thách bản thân mình. Tại vì là những cái vòng trước thì con hát những cái bài kiểu nhẹ nhàng và những cái dòng nhạc rất là bình thường. Cho nên là con muốn thử sức mình với một dòng nhạc mới ạ. Chúng ta đã hoàn thành xong cái phần trình diễn của mình và bây giờ thì hãy cùng lắng nghe ý kiến đến từ các vị ban giám khảo nhé. Xin mời chị Võ Hạ Trâm ạ. Thái Bình và Nam Phong, đây Trâm nghĩ đây là một bài toán khó đó. Tại vì khi mà Thái Bình phải giả làm nam, nam giả thành nữ thì nó có cái sự đặc sắc riêng, nhưng mà nữ giả thành nam thì đó là một sự thử thách. Và bài vẽ này là một bài không hề dễ hát. Quãng nó rất là rộng, nó rất là nhanh, hát rất là dễ phô và hụt hơi. Mà hôm nay Phong và Bình vừa nhảy vừa hát nhưng vẫn đảm bảo được về cái âm thanh khi mà mình hát ra, thì Trâm có một lời khen dành cho hai bạn. Đối với Nam Phong á, thì cái này là cô chỉ góp ý nhẹ nhàng cho con thôi. Nếu như nha, cô biết là con muốn thử thách bản thân mình để xem được khả năng giọng hát của mình có đáp ứng được bài này hay không. Nhưng mà cô thấy là bài này nó hơi khó so với cái giọng hát của con, bởi vì giọng của con là nó cái quãng nó không có đủ rộng như là giọng của chú Trúc Nhân. Cho nên là con đã phải cố gắng rất nhiều ở những cái nút cao và những nút trầm. Con còn nhỏ mà, mình chưa có sự phát triển nhiều
Cho nên là nếu mà thời gian một vài năm nữa thì cô nghĩ con sẽ hát bài này tốt hơn. Thì đó là cái góp ý của cô Trâm thôi. Và cô nghĩ là trong mỗi một cuộc thi thì cái sự thử thách là cần thiết, nhưng mà hãy đảm bảo trong cái khả năng của mình để mình làm thật tốt con nha. Chúc mừng con. Cảm ơn cô. Cảm ơn giám khảo Hoa Trâm. Với cái sự mạo hiểm này thì Hoa, bạn nghĩ sao? Thực ra thì cô Hòa cũng vừa nãy cũng đã thắc mắc, nhưng mà chú Long đã hỏi rồi là cô Hòa cũng thắc mắc tại sao cô con không chọn những ca khúc nổi tiếng nhất của anh Trung Nhân, mà chú Trung Nhân có những bài hát mà âm nhạc lên thôi là khán giả họ đã cảm thấy rất là thích, thì cái đấy nó sẽ tạo nên một cái điểm nhấn hơn, không chỉ khán giả ở trường quay mà là còn là khán giả khi mà xem con ở trên truyền hình nữa. Thế cho nên là cô hơi tiếc cái điều đấy về cái sự lựa chọn bài một chút. Nhưng mà tất nhiên là vì bài mình thích mà, nên là khi mà mình hát thì mình cũng sẽ có nhiều cái năng lượng hơn. Nhưng mà tiếc cái là ở trong bài này, những cái đoạn cao mà lên hai nốt thì anh Trung Nhân lại hát giọng gió và có sử dụng một cái feel rất là đặc biệt của anh Nhân, mà cái đó là một cái kỹ thuật thanh nhạc rất là khó, đúng không chị Trâm? Bản thân là không phải ca sĩ chuyên nghiệp nào cũng có thể làm được, có khả năng là mình chưa có đủ thời gian luyện tập cho nên mình chưa làm tốt ở cái phần đấy. Cô Hòa hơi tiếc một chút thôi, còn năng lượng mà mọi người mang lại thì nó là một cái năng lượng tích cực cho khán giả tại trường quay. Cho nên là cô Hòa cũng chúc mừng một tiết mục nó hay, nhưng mà chỉ là nó chưa được giống nhau lắm thôi. Chúc mừng hai cô trò nhá. Cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô Hòa rất là nhiều. Và Thái Bình, Nam Phong thân mến, chú Trúc Nhân thì còn có một cái rất là signature, bởi vì mọi người mệnh danh chú Trúc Nhân là ca sĩ nhàn nhất Việt Nam. Không cần có nghĩa hát. Là có những cái ca khúc mà chú Trúc Nhân chú lên chú không cần hát. Cho nên là nếu như mà chúng ta nghiên cứu kỹ một chút, và chúng ta kiểu nhờ các quý vị khán giả ở đây có thể hát theo để chúng ta làm được ra cái nét đó, thì Long Chun nghĩ là nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những ý kiến đến từ giám khảo Đại Nghĩa, mời anh ạ. Hai cô bên đây thì đã phân tích về vấn đề chuyên môn quá là sâu, cho nên là chú Nghĩa sẽ không nói đến nữa. Khi chú xem con diễn cái bài này á, chú nhớ Nam Phong của cái tuần đầu tiên khi con làm chú Tùng Dương. Chú nói đây hình như mới là cái chất của Nam Phong đây. Cái chất của Nam Phong hình như phải có một cái gì đó nó hơi quái quái một tí, nó hơi ma mị một tí. Chứ nếu như mà nhẹ nhàng quá thì nó chưa vừa đủ với cái sức của con. Nó phải là một cái gì đó nó hơi khác biệt một chút. Mặc dù như là đã nói rằng là cái bài này cũng chưa hẳn là một cái bài đỉnh nhất của chú Trúc Nhân, nhưng mà khi chú xem con diễn á, chú thấy hình như đây mới là bé Nam Phong. Đó, cho nên là đây cũng sẽ là một cái điều mình lưu ý ở những tuần thi sau. Nếu như mình may mắn mình chọn được một người nghệ sĩ mà có một cái phong cách trình diễn nó khác biệt một tí, thì mình sẽ cố gắng để mình lựa chọn một cái bài nào mà ghi dấu ấn đậm nhất của người đó, và có thể trưng trổ ra được tất cả những cái gì từ hình thể, phong cách biểu diễn cho tới giọng hát, để làm sao mà giống nhất. Sau này có thể con sẽ là một ca sĩ chuyên nghiệp hay không thì đó là một chuyện chưa nói được. Nhưng mà nếu như con sẽ trở thành một ca sĩ thì ngày hôm nay với gương mặt thân quen, mỗi một tuần thi là con thể nghiệm mình với một thể loại, một phong cách âm nhạc khác nhau. Nó sẽ là những cái bài học cho con rất là hữu ích để sau này con có thể lựa chọn cho mình đúng cái sở trường nào mà mình cảm thấy rằng nó phù hợp nhất nha. Cảm ơn hai cô trò ngày hôm nay. Cảm ơn chú ạ. Cảm ơn ý kiến của giám khảo Đại Nghĩa, và chú tin là những cái lời góp ý của ban giám khảo thì chúng ta có thể làm tốt hơn ở vòng sau nha. Xin chúc mừng đội Thái Bình và Nam Phong đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và quý vị thân mến, trước khi đến với phần thi tiếp theo, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Gương mặt thân quen sẽ quay trở lại ngay. Quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Gương mặt thân quen phiên bản song ca năm 2022. Quý vị thân mến, chúng ta đang ở trong đêm thi thứ 7, và ngay lúc này cùng chào đón trên sân khấu đó chính là Phạm Lịch và bé Khánh Chi. Xin mời quý vị. Xin chào cả mọi người, lại là team ELC đây. Và tuần này thì team của Khánh Chi cũng như là Phạm Lịch đã bấm chọn chúng nhân vật là ý là tập tay vui quá đúng không? Thật sự thì con cảm thấy là cái nhân vật ý Lan này nó rất là thú vị đấy. Lúc nào bác thấy hát bài cũng đức nở. Con cảm thấy ôi trời ơi, đức nở hoài. Lần này Lịch cũng như là Khánh Chi đã chọn bài hát là Liên Khúc Ba Miền. Thực sự là tập cũng hơi mệt nhỉ, cũng chưa tìm ra được, không phải chưa tìm ra được, mà mình bản thân vẫn chưa làm ra được những cái gì mà đặc trưng nhất của Ý Lan. Nên là lại một lần may rủi nữa thì chắc chắn sẽ phải nhờ bả vào cái này để có thể may mắn biết đâu nhỉ. Nhiều lần bả rồi cũng phải chọn một sinh nhất biệt đó, cái hôm nay con nhường con luôn này.
Thử thách của bạn là kết hợp thêm một nhân vật nữa vào tiết mục của tuần này. Chứ rồi, nếu mà như thế thì cái bài đấy đâu có hợp đâu. Hãy chọn nhân vật ngay bây giờ và tập luyện thật chăm chỉ nhé. Chúc bạn hoàn thành tốt thử thách. Ôi trời ơi, mọi người có biết không, tuần trước thì đã bóc chúng tôi cũng phải thêm một bài, mix thêm một bài hát đúng không? Thế là thành ra là phát sinh thêm một nhân vật thì cuối cùng là tuần này vẫn như thế. Con không nên yêu màu xanh nữa Khánh Chi ạ. Nó cũng thế thôi, không thay đổi gì cả. Nghĩ xem là cô ấy Lan, cô ấy hay hát với ai. Có một bài quá, nhớ nữ nha, nữ nha, chứ đừng có nam, cô không giả được giọng nam đâu. Cô Thanh Lam, có một bài luôn ạ. Một bài, để con nhớ xem nào. Liên khúc em tôi và chị tôi. Đấy là chị tôi, em tôi đúng không? Hả? Ý Lan phải là chị chứ cô. Cô Thanh Lam hát khó lắm, cô sợ cô hát không ra ấy. Thôi bây giờ đổi bài rồi nhá. Bây giờ phải coi gấp ngay xem là cái bản gốc của cái bài đó sẽ như thế nào. Rồi, khó thế. Sao chọn cái bài khó thế? Nhưng mà tại vì nó hay cô. Hay là được hay thì công nhận là hay đấy, mà khó thật đấy. Cái bài này là khoai nha. Căng đấy. Bài này là con với cô phải cố gắng nhiều đấy. Xin mời tất cả mọi người cùng chờ đón xem team LC sẽ hóa thân vào nhân vật Ý Lan như thế nào nhé. Trời ơi, giống quá. Giống quá. Quốc mình là gió mùa hè.
Dạ, em chào hai chị ạ. Một bàn song ca thật sự là không liên quan gì đến nhau. Không liên quan gì đến nhau. Cười chảy nước mắt luôn á. Con ơi, vẫn còn nhập vai hả? Con thật rồi. Một cái giọng ca nội lực kiểu như cô Thanh Lam, ca đầy cảm xúc như kiểu của cô Ý Lan. Thì khi hai cô hòa với nhau á, mình có cảm giác là nó không có quyện lắm. Nó không có hợp. Âm sắc giọng của cô Thanh Lam và của cô Ý Lan có vẻ là không có quyện với nhau. Đó. Thì hôm nay ở đây cũng vậy, hai cô trò hoàn toàn giống như là mỗi người một thế giới đó. Giống như là hai nhà đều đang hát karaoke. Đúng rồi. Và mạnh ai người đấy hát. Đúng rồi. Trong hai căn nhà đó và hai cái nhà đó vô tình hát cùng một bài. Cho nên giống như là chú nghĩ là cái người ngồi chính giữa hai căn nhà đó nghe hai bên là mở karaoke cùng hát và nó ăn với nhau, và cái điều đó làm cho chú Nghĩa thú vị vô cùng, cười cười chảy nước mắt luôn á. Như anh Nghĩa nói là hai người không chuyện, bởi vì cái tôi âm nhạc của cả cá nhân chị Thanh Lam hay là cô Ý Lan đều rất là đặc trưng, rất là mạnh, cho nên là không thể nào mà song ca được. Song ca mình phải cần mỗi người nương nhau để mà hòa quyện, còn này là phải thể hiện thật sự cái tôi của mình. Đúng là tắc kè hoa của cô Hòa thật sự luôn. Không còn gì mà để nói, tuần trước là vừa mới làm chị Hồ Ngọc Hà. Cái sang tuần này là làm cô Ý Lan luôn rồi đó. Cái gam này là hơi lỗ. Nhưng mà phải lỗ một chút như vậy mình mới thấy rõ ra cái nét được. Cái nét rồi. Mà đặc trưng của chị Lan. Dạ, mà càng như vậy thì lại càng tôn ra được giá trị của người hát song ca. Bé Khánh Chi thật sự hôm nay là con làm quá tốt. Cô Thanh Lam thì cô rung trong câu hát, rung trong từng từ. Người chỉ sinh, đấy, trời cho làm thơ. Đấy, nhưng mà cô Y Lan là người chỉ sinh trời cho làm thơ. Là cả hai cô trò nắm được cái điểm mấu chốt trong giọng hát của mà song ca này và làm nó lố hơn một tí để nó tô đậm thêm những cái điểm đặc biệt. Và đây không chỉ là một tiết mục hay nữa mà nó còn mang cả tính chất giải trí. Những cái người ngồi dưới đây thật sự không thể chịu nổi. Thật sự là quá xuất sắc cái phần trình diễn ngày hôm nay luôn á. Cảm ơn cô Hà. Giám khảo Đại Nghĩa là ngồi cười từ đầu đến cuối không ngưng một nhịp nào. Xin mời anh Đại Nghĩa. Ngay từ khi cô Phạm Lịch ra là đã cười muốn xỉu rồi. Cô Phạm Lịch á, là bình thường mình biết cô Lịch là đâu phải là cái dạng mà cái giọng nội lực cái kiểu đó đâu, mà bản thân bình thường cô Lịch lên sân khấu cũng khép nép dịu dàng lắm. Nhưng mà khi hóa thân thành cô Thanh Lam cho nên là cũng đẩy vào trong đó một cái nguồn năng lượng như núi lửa đó. Rồi đẩy vô rồi tay rồi vơ rồi là đã buồn cười lắm rồi. Rồi khi bé Khánh Chi từ bên trong bước ra mà còn trong bóng tối nha, cất cái câu đầu tiên lên thôi là mọi người là té ngửa hết, là bởi vì giống quá. Giống quá. Cái nấc của cô Ý Lan ha, và nhất là những cái giọng của cô, những cái nốt cô phát ra đó, nó rất là sắc, nó rất là bén, nó có mang một chút âm hưởng như của ca trù á trong đó nữa. Cho nên là nó không lẫn vào đâu cả. Mà đây là cái điều bắt chước không có dễ đâu, rất là khó. Dạ, nhưng mà vấn đề là đấy là giọng hát sẵn của bé cơ. Và đó là giọng hát sẵn của chị Lịch cơ. Thì không nói là mỗi người một việc, mình cứ làm đi ha. Nhưng mà đây là băng bắt trước. Và cái việc mà bắt trước với cái người đối diện đang hát cái kiểu đó, mình dễ bị nhầm lắm anh. Mình dễ bị kiểu là nghe cô Lịch hát là mình cuốn theo, là mình sẽ bị phá đi cái mà mình đang hóa thân. Nhưng mà không, hai cô trò gọi là mỗi người một việc của mình làm rất là tốt. Và một cái điều khó nữa nè, nếu như mà mọi người nghe kỹ á, thì sẽ thấy là cô Ý Lan hát á, nhiều khi nó không có phải là vô đúng cái khuôn cái nhịp đâu. Cô hát theo cảm xúc của cổ, cho nên là ban nhạc phải theo cổ đó. Ban nhạc là phải theo. Mình xem trong clip góc nghe kỹ đi, mình sẽ thấy là có khi là cổ vào nó cũng trước một tí hoặc nó sau một tí theo cái cảm xúc, nhưng mà nó vẫn chính xác cái điểm rơi. Thì cái điều đó không phải người nghệ sĩ nào cũng có thể làm được. Và hôm nay con, khi con bắt chước cô Ý Lan, con hóa thân thành cô á, thì con cũng làm được cái chuyện đó. Tức là con hát với những cái cảm xúc, mặc dù vẫn sẽ phải có cái sự xử lý bằng lý trí của mình để xử lý làm sao cái giọng hát của mình nó giống nhất với cô, nhưng vẫn nghe được cái cảm xúc ở bên trong cái bài hát đó. Chứ nó không chỉ đơn giản là mình đang nhái một cái âm sắc giọng của ai đó mà thôi. Thì đó mới là cái điều khó. Và kể cả cô Phạm Lịch làm cô Thanh Lam cũng vậy. Mình cũng ra được cái âm của cô Thanh Lam, cái luồng hơi mạnh, cái luồng hơi khủng của chị Thanh Lam chỉ phát ra đó. Thì Lịch đã làm được cái chuyện đó. Cho nên là cái màn kết hợp này nó thú vị. Cảm ơn hai cô trò về tiết mục ngày hôm nay. Cảm ơn chú ạ. Cô giám khảo Võ Hạ Trâm ạ. Chị vẫn chưa dứt được cơn cười thì phải ạ. Bởi vì khi mà chị nhìn cặp này thì chị nhớ ngay ra hình ảnh của Hòa Minzy hóa thân thành chị Mỹ Linh. Và anh Đại Nghĩa hóa thân thành cô Thu Hiền. Đấy, hai cái hình ảnh rất hề, rất duyên dáng. Phải nói là
thật sự bất ngờ khi xem cái tiết mục này. Cô đánh giá Khánh Chi cao là con nhả cái chữ rất là giống cô Ý Lan, nhất là cái chữ ia ia, tôi hết hồn luôn. Ia. Còn chị Phạm Lịch á, là em thấy chị rất là để ý cái chữ ngày chị sinh của chị Thanh Lam á, là không phải là ngày chị sinh mà là ngày chị sinh, mà không có động tác nữa nè. Trời ơi, động tác cái chữ đó không có đóng âm lại, đúng rồi, không có đóng âm nữa. Mà em vẫn nghe nha, có những đoạn hai người bè vào nhau vẫn có những cái lúc nghe khá là êm tai á, bởi vì cái giọng của chị Thanh Lam nó giống một cái nền, nó có mặt dày. Đất dày, và giọng của cô Ý Lan sẽ nhảy ở trên mặt đất đó. Thì Phạm Lịch và cả Khánh Chi đều làm rất là tốt, và đặc biệt là làm nó lố hơn bản gốc, cho nên nó tạo cái sự duy dáng. Bản thân cái tiết mục đó diễn trên sân khấu là đã thấy nó mắc cười rồi, mà này mình còn giả nữa, mà còn lố nữa, cho nên là mắc cười muốn xỉu luôn á. Nhưng mà nó còn hay, nhưng mà là hay, hay cơ, nó mới là quan trọng cơ. Nhìn độ tóc của con là mắc cười rồi. Chúc mừng tiết mục này rất là nhiều. Xin cảm ơn những lời nhận xét đến từ ban giám khảo. Và phải nói là hai cô trò đã có một cái tuần làm việc rất là vất vả, nhưng lại vô cùng ăn ý, và bằng chứng là chúng ta đã có một phần trình diễn vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Cảm ơn đội Phạm Lịch và bé Khánh Chi rất nhiều. Quý vị thân mến, và ở tuần trước thì huấn luyện viên Trịnh Tú Trung và bé Sĩ Luân đã bấm chọn được nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đón xem họ đã luyện tập như thế nào quý vị nhé. Wow, tuần này thì con bấm trúng chú Đàm Vĩnh Hưng, một nam ca sĩ rất là nổi tiếng với chất giọng rất là khàn. Con đã chọn vào phòng thoải mái vì là con thấy mọi người hay nói con giống chú Đàm Vĩnh Hưng. Mặc dù là con đang ở phòng căn phòng thoải mái nhưng mà con lại không biết chú Trung mentor của con đang ở phòng nào nhỉ. Chú, con nói với con là chú hơi lo về bài Đàm Vĩnh Hưng vì cái giọng khàn khó lắm. Thật ra giọng khàn cũng rất là khó để tập, mà còn lại là giọng nội lực nữa cô. Nên là con nghĩ chú đang ở căn phòng lo lắng ạ. Thì đúng là phòng lo lắng rồi chứ còn gì phải hỏi nữa. Không hiểu tại sao mà Duy Lương bấm trúng nhân vật Đàm Vĩnh Hưng xong, trời ơi, con vui mừng lắm kìa, nó hạnh phúc, nó tập luyện hăng say vậy đó, mà mình thì rất là sợ hãi. Thứ nhất là anh Đàm Vĩnh Hưng là một người có giọng hát rất là đặc trưng, và mọi người biết được là càng đặc trưng thì lại càng dễ phát hiện những cái chuyện mà chúng ta không có giống. Nên là mình muốn để làm cái nhân vật này thật sự nó không đơn giản chút xíu nào hết. Còn thêm nữa, đó là một bài hát phải nhảy nữa, cũng là một ca khúc nhảy từ đầu tới cuối. Thôi trời ơi, chúng đã chọn rất là nhiều giải pháp rồi. Lúc đầu khi cô định là Sĩ Luân sẽ là người hát bài hát này từ đầu tới cuối đó chứ, xong chúng mình sẽ bước ra cuối cùng làm bô lô hình con trai của Đàm Vĩnh Hưng. Mọi người biết rồi, tập múa rất là nhiều vũ công trên sân khấu với ca khúc này luôn, nên là hả, chỉ cần mình sai một cái động tác là mọi người sẽ nhìn thấy liền. Với tiết mục tuần này thì con sẽ chọn bài Vì Anh Là Soái Ca, vì là chú Đàm Vĩnh Hưng thì chú rất là đẹp trai, nên là con cũng muốn đẹp như trai như chú thì chọn bài Vì Anh Là Soái Ca rất là hợp lý rồi, đúng không? Mặc dù thì chú Trung là một người có chất giọng rất là cao và rất là khó để giả chú Đàm Vĩnh Hưng, nhưng mà chú lại biết cách chỉ cho con những cái nét cử chỉ như chỉ tay và những cái miệng mở khẩu hình như sao để cho giống chú Đàm Vĩnh Hưng. Và đội của con thì đặt tâm huyết vào bài này rất là nhiều, và con mong là sẽ có một cái kết quả đó nó cao. Và bây giờ con mời mọi người cùng xem clip gốc của tiết mục Vì Anh Là Soái Ca. Vì anh là soái ca, trời là trời hết ca, trời là không lo lắng, không ngại mưa hay nắng. Vì anh là soái ca, trời là trời hết ca, nơi nào vui anh đến.
lúc anh bước ra đường, vội tung tăng đi xuống phố, đôi khi anh cũng nhí nhố với những đứa bạn thân, nhiều người đẹp nhìn theo, cứ muốn đến làm quen. Dù anh tự tin vẫn ngại lắm nha, không siêu nhân siêu anh hùng, không tóc cao như bình minh, không đô la hay sáu mùi, nhưng chẳng thua một ai. Vì mỗi ngày dần trôi, anh mang đến cho đời niềm vui cuộc sống cùng tiếng khóc cười, khiến cho đời say lắng lư theo điệu nhạc. Thế gian hạnh phúc anh đặt cho soi ca, trái tim anh ấm áp hát trên môi nụ cười gần lên lời hát. Vì anh là soi ca, chơi là chơi hết ca, chơi là không lo lắng không ngại mưa hay nắng. Vì anh là soi ca, chơi là chơi hết ca, nơi nào vui anh đến sao mà không sợ. Đội của huấn luyện viên Trịnh Tú Trung và vệ sĩ Luân đã hoàn thành xong phần thi của mình. Ngay bây giờ chúng mình hãy cùng đến với cái phần đánh giá của ban giám khảo. Xin mời Hòa Minh Di. Tuần trước con bấm được lựa chọn là chú Đàm Vĩnh Hưng thì cô Hòa cũng hơi lo, tại vì là giọng của con đang đúng đến cái thời điểm vỡ giọng này, giọng nó rất là thay đổi ấy, và nó thật sự khác biệt với giọng của chú Đàm Vĩnh Hưng luôn. Chị Luân luôn luôn là một người nghiên cứu và cố gắng rất là nhiều cho phần tiết mục của mình, nhưng mà kiểu như là đôi khi nó chưa có may mắn để gặp những cái nhân vật mà mình phù hợp nhất thôi. Nhưng mà khi mà con hát á thì cô Hòa đã thấy là con đã rất là cố gắng để có thể đè được cái giọng của mình xuống làm sao mà khàn nhất có thể. Và nếu mà người bình thường mà làm như thế chắc khả năng cũng có bị đau họng đúng không? Vâng, có ạ. Mình phải làm cách nào để có thể giữ được giọng không? Vâng, trong lúc con tập thì con thấy chú Đàm Vĩnh Hưng gần rất là nhiều, và con cũng cố gần theo, nhưng mà có lúc mà con tập gần, con gần quá, con tập quá sức nên nó bị
kiểu đau họng tận mấy ngày mà con không nói ra tiếng luôn ạ. Ồ, đấy, tại vì là giọng của chú Đàm Vĩnh Hưng là chú đã khàn sẵn thế rồi chứ không phải là cố gắng khàn, thế nên là chú hát như vậy nó đơn giản. Còn mình khi mà mình không khàn như vậy mà giọng mình lại trong trẻo nên là mình khàn nó rất là đau cổ họng. Thì cái đó cũng là một cái điểm để cho mọi người có thể ghi nhận cái sự nỗ lực của Sĩ Luân. Nhưng mà cô Hòa có thấy là ở đây cái phần nghiên cứu của mình có rất là nhiều từ, ví như là S này, chờ này, ví như là say này, rồi trái này, là mình có những cái vẩy đấy rất là giống chú Hưng luôn. Vậy chú Hưng sẽ không hát là say bình thường mà là say, say thì đó, con có thể hát lại cái đó, cái từ say hoặc là những cái từ S đâu không? Vì anh là xoái ca, chơi là chơi hết ga. Cái từ xoái á, là anh Đàm Vĩnh Hưng rất là hay hát như vậy, là xoái, là xoái, là anh đã nhấn mạnh chữ S, rồi S gì rồi chữ chờ rất là nhiều. Nên là cô Hòa thấy là ngày hôm nay cả hai chú cháu luôn đã nghiên cứu và làm cái đó rất là tốt nha. Và những cái từ cuối câu thì anh Hưng cũng rất là hay vẩy, rất là hay vẩy từ như vậy. Và ngày hôm nay thì cô Hòa cũng thấy được cái điều đó. Thì cô Hòa rất là ghi nhận cái sự nỗ lực của Sĩ Luân, cũng như là ngày hôm nay là một tiết mục vừa hay mà cũng có điểm giống nữa. Chúc mừng hai chú cháu. Cảm ơn giám khảo Hòa Minh Di, xin mời giám khảo Võ Hạ Trâm ạ. Cô thì cô thấy cái giao diện của con á, nó cũng có nét tương đồng với chú Đàm Vĩnh Hưng chứ không phải không có đâu nha. Khi mà bước ra sân khấu mà nhất là cái tay nè, cái tay thì lúc nào cũng phải vẫy 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 vậy nè, phải hợp sai vậy nữa nè đó. Rồi với lại lợi thế là khi mà đeo cái mắt kiến vô nữa cho nên là mình sẽ có cái cơ hội giống với nhân vật hơn. Cô nghĩ là cái chất giọng của con thì nó khác và con đã ráng gằn giọng để hát cái bài này, nhưng mà bởi vì con thông minh là con chọn ngay cái bài này, không có hát dàn trải nhiều, những cái câu nó hát rất là ngắn gọn cho nên là con không cần phải hát quá dài hay quá nhiều thì nó sẽ ít show ra cái điểm khác biệt của cái giọng hát của con. Mà cô thấy là con rất là thông minh, là ở chú Đàm Vĩnh Hưng cũng có những cái tiếng nứt á, khi mà hát cái đoạn đầu á, cô để ý là con có cái tiếng nứt đó, ngoài những cái chữ S này nọ kia như cô Hòa nói thì cô thấy là con có những cái nghiên cứu những cái nhỏ hơn nữa. Cô thấy con là cái phong cách, cái phong thái, cái giao diện và cách hát, cách nhả chữ có rất là nhiều điểm tương đồng với chú Đàm Vĩnh Hưng. Mặc dù là như cô Hòa nói là cái giọng của mình không có giống hay là con đã phải viêm họng rất là nhiều khi mà con tập gần. Cô không có theo dõi những cái tập trước nhưng mà hôm nay cô thấy là cô thấy nó giống và cô thấy con làm rất là tốt và rất là điển trai luôn. Nhưng mà có cái không giống là chú Đàm Vĩnh Hưng á, là không có nhảy đẹp như con. Làm động tác lúc nào cũng bị trễ hơn như vũ đoàn hết trơn á. Đó, trong cái... Alo, anh Hưng hả? Alo, anh Đàm ơi, anh Hưng hả? Võ Hạ Trâm nói gì anh á, nha. Dạ, mời anh đón xem gương mặt thân quen 2022. Cái tập mà Võ Hạ Trâm làm giám khảo, Võ Hạ Trâm có gửi lời đến anh đó nha anh Hưng. Cảm ơn anh. Ủa, mình nhớ là một cái cha niệm Phật mà sao mình đánh giá vậy? Này là sinh vật nghỉ tu 5 phút nè. Đó, đó là nhận xét của cô và rất là chúc mừng con ngày hôm nay và cũng chúc mừng anh Trịnh Tú Trung rất là nhiều. Em không ngờ là anh hát cũng giống anh Đàm Vĩnh Hưng ghê luôn, mặc dù giao diện không giống. Vâng, cảm ơn chị Võ, cho em xin mời anh Đại Nghĩa. Cho chú mượn cái mắt kiến này chú đeo luôn nha, bởi vì chú đeo vô chú cảm thấy chú tự tin á. Không, mắt kiến anh đẹp lắm, mắt kiến đẹp. À, bởi vì mắt kiến là của trong ba cái mắt kiến người được tặng đó. Thì đó, các bạn đưa cho mình mà mình đeo vô thì nãy cô Trâm nói đúng, đó cũng là một trong những cái ý mà chú Nghĩa thấy rằng là nó phù hợp với con trong tiết mục này, là bởi vì khi mình đeo cái mắt kiến vô thì nó gần như là nó che hết nửa gương mặt của mình rồi. Đó, cho nên là mình chỉ cần tạo hình cái mái tóc thôi là mình cũng đã có cái nét hao hao giống cái nhân vật mà mình đang thủ diễn, đó là nhân vật của chú Đàm Vĩnh Hưng. Và phải nói rằng hôm nay là cái tiết mục mà chú Nghĩa thích nhất của con từ đầu chương trình đến bây giờ. Mà cũng làm giống nhất luôn. Đúng. Là bởi vì sao? Là bởi vì nó năng lượng, nó trẻ trung, nó khỏe mạnh, nó đúng với tinh thần của nhân vật. Chú Đàm Vĩnh Hưng là một cái người như thế, luôn luôn tràn đầy năng lượng. Thì con làm được điều đó. Và chú Nghĩa thấy là con hợp với những cái phong cách âm nhạc hoặc là những cái hình tượng mà nó lịch lãm nè, trẻ trung nè, đẹp trai nè, năng lượng nè. Thì những cái đây là hình tượng mà chú Nghĩa là nó phù hợp với con. Nè, cho nên hôm nay là cái tiết mục mà chú Nghĩa rất thích, là bởi vì nhìn thấy một Sĩ Luân rất là khác so với những tuần thi đã qua. Mình đã thể nghiệm qua nhiều đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay có lẽ nó sẽ là một cái phong cách mà nó phù hợp nhất với con nha. Theo sự đánh giá của chú Nghĩa, ngày hôm nay là một tiết mục hay của con với huấn luyện viên Trịnh Tú Trung. Xin chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa. Cảm ơn con rất nhiều và chú hy vọng rằng con sẽ luôn tự tin như thế này để có thể trình diễn thật tốt ở những phần thi sau nữa. Xin chúc mừng Sĩ Luân rất nhiều. Cảm ơn chú. Quý vị thân mến, và phần trình diễn tới đây sẽ đưa quý vị đến vùng đất Ấn Độ đầy kỳ bí và quyến rũ. Nhưng trước khi đó chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Gương mặt thân quen sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng
mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca năm 2022. Quý vị thân mến, ở tuần vừa rồi bé Gia Như đã bước vào căn phòng mạo hiểm và đã nhận một thử thách. Và chúng ta hãy cùng xem rằng bé Gia Như đã tập luyện khó khăn như thế nào. Hãy cùng xem lại những hình ảnh đó với chúng tôi nhé. Xin chào tất cả mọi người, và hôm nay hai chú cháu con lại lựa chọn các phòng thử thách. Và trong tuần này thì hai chú cháu con đã bấm chọn được cô nữ ca sĩ Madhuri Dixit. Đến với nhân vật cô ca sĩ người Ấn Độ này thì chú thấy là đây là một người ca sĩ rất là nổi tiếng. Dạ, và vâng, cô đã đạt hàng trăm triệu view mỗi một tác phẩm cô cho ra mắt. Và trong một tuần vừa qua thì hai chú cháu con đã chuẩn bị cho nhân vật này rất là kỹ lưỡng, và từ phần vũ đạo này cho đến phần lời hát này cho đến phần thần thái biểu cảm trên khuôn mặt này, hai chú cháu con đã tập luyện rất là ăn ý và tập luyện rất rất nhiều và đã nhuần nhuyễn rồi, nên là hai chú cháu con rất là tự tin và sẽ cố gắng hết mình. Và bây giờ thì con sẽ lựa chọn thử thách cho lần này. Trời, lo lắm. Hôm trước em mặc màu xanh. Chắc là màu xanh nhưng con chọn màu trắng á. Thì hôm nay con sẽ chọn một cái màu mà đủ nhất cho chúng này. Màu vàng. Màu vàng đi. Oh my god, đây là thử thách của bạn tuần này, là diễn một mình mà không có sự xuất hiện của huấn luyện viên. Ông chết rồi. Chúc bạn hoàn thành tổ thử thách. Đi chết. Đối với con nha. Trời ơi, thực sự là một thử thách quá khó cho với con. Vì là vừa hát này vừa diễn mà lại còn không phải hát tiếng Việt mà lại phải hát tiếng Ấn Độ. Thật sự là trời ơi, quá khó khăn. Nhưng mà không sao, bù lại thì con sẽ được học hỏi thêm kinh nghiệm khi mà con phải đứng một mình trên sân khấu. Và con phải thể hiện cái bản lĩnh, cái sự tự tin của mình ra ở trên sân khấu khi mà con chỉ đứng một mình thôi, chứ con không được diễn chung với chú nữa. Sao? Có ổn không? Xin tỉnh tâm lý. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi. Nhưng mong sao thì chú vẫn tin tưởng một điều là Gia Như sẽ thể hiện thật tốt tiết mục này. Cố lên nha. Yeah. Thank you.
Phần trình diễn rất tuyệt vời của Vũ Đoàn Ô. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Gia Như thân mến, ngày hôm nay chú rất là bất ngờ vì phần biểu diễn của con, bởi vì chú thấy con nhảy rất là đẹp luôn. Và nói về nhạc Ấn Độ thì ở đây chắc không ai giành bằng cô Trâm. Đây là lý do ngày hôm nay cô Trâm có mặt tại đây mà. Thì đó, chương trình đó đã có mục tiêu, mục đích rồi. Cho nên là Long Chun xin mời giám khảo Võ Hà Trâm sẽ cho ý kiến trước ạ. Cái cô Sunihi này là một diễn viên gạo cội của nền công nghiệp Bollywood của Ấn Độ, và cổ là một trong những dancer rất là nổi tiếng trong cái những cái vũ đạo truyền thống của Ấn Độ. Và cái bài mà con vừa diễn là cái bài mà cổ comeback sau khi mà cổ nghỉ, cổ lấy chồng đó, là cổ không có diễn một thời gian mà cổ quay trở lại với cái bài này. Cô phải rất là khen con, bởi vì sao? Con đã có được tất cả những cái điểm quan trọng của Bollywood, đó là cái vũ đạo thì mình không nói, mà cái thần á, cái người diễn viên Bollywood, anh mọi người có thấy là khi mà người ta diễn á là lúc này cứ rạng rỡ đó, cứ vậy nè hả, cái mặt gì mà mắt nè cứ vậy nè đó đó, và con lấy được cái điểm đó. Và khi mà trong cái nhạc Bollywood á thì diễn viên là một cái người khác và ca sĩ là một cái người khác, ngay cả khi mà diễn live trên sân khấu họ cũng chỉ là lip sync và chủ yếu là họ nhảy, còn con là vừa hát vừa nhảy mà nhảy rất đẹp. Đó, cho nên là cô rất là khen con, là bởi vì cái bài này nó quá dài luôn á, mà con có thể hát mà nhanh 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 nhanh, tới những cái đoạn cuối là cô biết là con đuối lắm rồi đó, nhưng mà con vẫn ráng con hát, thì cô đánh giá cao con, và con nhảy quá đẹp đi. Cô nghĩ là con đã phải tập rất là nhiều, và những cái cú xoay của con á, nếu mà người mà không có học múa, người ta sẽ bị loạn choạng, tại vì nó phải có cái trọng tâm để người ta xoay. Con đã từng theo nhảy được 8 năm rồi, nhưng mà con không có một ấn tượng gì hết. Những cái bài hát Ấn Độ thì con chưa có nghe qua bao giờ cả. Còn giống như là con cũng là có cái gì đó liên kết với Ấn Độ, cô không biết, nhưng mà cô thấy có cái nét tương đồng ở đây và rất là đẹp, và cô cảm thấy rất là bất ngờ và cảm ơn con rất là nhiều. Cảm ơn cô Võ Hạ Trâm ạ. Thế còn cô Hòa Minh Di thì sao? Thật sự đây luôn là một ngôi sao trong lòng của em trong chương trình này. Ngày hôm nay á, đầu tiên mình phải khen về cái tạo hình là rất giống. Cái miệng của Gia Như lúc nào cũng tươi như hoa vậy đó. Và cái đó tạo nên một cái nét rất là Ấn Độ. Cái âm nhạc của Ấn Độ nó khác ở chỗ là nó không cho mình một cái phút nào được nghỉ ngơi trên sân khấu cả. Và ngày hôm nay thì Gia Như cũng vậy. Gia Như không có một cái phút nào mà con được nghỉ ngơi trên sân khấu. Và tất cả mọi thứ con phải làm liên tục. Nhưng quan trọng khi con làm như thế là không ai rời mắt khỏi được Gia Như luôn. Cái đó là một cái mà cô nghĩ là một cái sức hút ở một phần trình diễn á, là rất là quan trọng để người khán giả có thể hấp dẫn. Đây là cô không biết là khán giả đang xem trên truyền hình có cảm nhận được những gì mà cô Hòa đang nói hay không, nhưng mà người mà đang trực tiếp được xem Gia Như ở trên sân khấu ấy thì thực sự phải là khâm phục Gia Như rất là nhiều về cái trình vừa nhảy vừa hát mà lại nhảy rất đẹp, chứ không phải là nhảy bình thường nữa. Nó phức tạp, nó khó lắm nha. Ví dụ như vậy có những cái động tác như này nè. Ừ. Mà mình hay bị liệu lắm nha. Ờ. Tay, ví dụ tay như thế này là mình không quen là mình sẽ bị liệu. Mà em thấy nó cứ giật vậy nè. Mà em cũng không biết sao mà làm được nữa. Đang nhảy nó giật vậy nè. Là sao á, mà thực sự hôm nay cô Hòa có rất là nhiều điều muốn nói, nhưng mà chắc là cô Hòa sẽ để dành để xuống sân khấu để tâm sự với con. Vì cô Hòa luôn đặt một cái niềm hy vọng rất lớn vào Gia Như, và ngày hôm nay thì Gia Như không làm cô Hòa thất vọng ở một cái điểm gì hết. Ngày hôm nay chắc chắn là cô Hòa sẽ cho con một số điểm rất là cao. Chúc mừng Gia Như nha. Xin cảm ơn những lời khen đến từ vị trí của giám khảo Hòa Minh Di. Và bây giờ xin mời anh Đại Nghĩa. Điều khó đây nó không phải là cái chuyện mà mình múa cho đúng động tác, mà cái động tác nó phải có hồn, nó phải đẹp, chứ không phải chỉ là mình cứ đưa tay ra là đưa tay ra. Anh Nghĩa nhảy lắc cái đó đi, anh nhảy cái đó đi. Ghê lắm em nha. Ghê lắm em nha. Cái màn mà xoay nhiều vòng là anh xoay rớt xuống dưới luôn đó. Mà xoay xong cái đỉnh nhất là dancer bê lên và cái thần thái đến phút cuối cùng luôn. Cho nên chú Nghĩa mới nói rằng cái động tác á, không phải chỉ là bắt đúng cái động tác không thôi, mà nó phải có cái hồn trong động tác, cái tâm mình đặt vào trong từng động tác, chứ không phải chỉ đơn giản là mình máy móc mình sao chép lại. Và con làm được điều đó, cho nên là cái vũ điệu của con nó cuốn hút là vì vậy đó.
Chưa kể là trên cái gương mặt của con biểu cảm rất là tốt. Và như cô Trâm nói, cái người Ấn Độ họ luôn luôn họ có cái nhạc trong người, và lúc nào họ cũng rạng rỡ, họ cảm thấy họ yếu đời khi âm nhạc cất lên. Và cái mặt của họ lúc nào cũng hân hoan, lúc nào cũng hân hớn như thế này nè, khi mà họ chìm đắm trong âm nhạc. Thì con cũng làm được cái điều đó. Và cái nữa là con đã có một cái sự tập luyện bền bỉ để có sức khỏe tốt, để có thể đi hết một bài dài như vậy mà không bị hụt hơi. Các vũ công sau khi nhảy, chú Nghĩa còn thấy hở hổn hển, còn thấy họ thở hổn hển, mà trong khi con múa chính, mà con hát nữa, mà con vẫn giữ được cái thần thái đó, vẫn giữ được cái năng lượng cho đến phút cuối cùng, là một cái điều quá tuyệt vời và đáng khen. Với lại có một cái điều mà em cũng thấy là ở bé rất là có cái thần của một người nghệ sĩ á. Cứ như lên sân khấu giống như là mình quên hết không gian, mà mình cảm thấy mình đang sống hết với cái tác phẩm mà mình đúng. Đang biểu diễn. Mong chị cũng có cảm giác đó giống em đúng không? Đúng rồi, đó. Đúng rồi. Và cô cảm thấy rất hạnh phúc vì ngày hôm nay không chỉ có con đâu mà rất nhiều các bạn thí sinh đã lột xác và đã kiếm được cho mình một cái hình ảnh mà nó rất là phù hợp cho ngày hôm nay. Đúng là một bài toán khó cho ban giám khảo luôn, là không biết chọn ai với ai. Từ đầu chương trình đến bây giờ là chưa có bé nào làm cái thử thách này cả. Cho nên là cũng hơi bất ngờ với ngày hôm nay con sẽ phải là làm một mình con trong tất cả mọi cái. Nhưng mà thì đó, bản thân chú Nghĩa thì vẫn cứ thích rằng là mình sẽ có một cái sự kết hợp cùng với huấn luyện viên của mình ở một cái vị trí, một cái vai trò nào đó. Khán giả truyền hình thì nhiều khi họ vẫn muốn thấy hình ảnh của huấn luyện viên cùng với học trò của mình làm nên một tác phẩm trên sân khấu thì nó sẽ tròn vẹn hơn. Nhưng mà tiết mục ngày hôm nay, tiết mục cuối cùng quá là xuất sắc. Chúc mừng con. Phải nói rằng ở tuần vừa rồi thì bé Gia Như đã rất là cố gắng để một mình có thể chiến thắng được thử thách này. Và chú tin là với cái phần trình diễn vừa rồi thì con đã chiến thắng thử thách này một cách cực kỳ oanh liệt nha. Chúc mừng con. Quý vị thân mến, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một giải thưởng vô cùng thú vị. Đó chính là giải thưởng phần hóa trang xuất sắc nhất trong đêm thi ngày hôm nay. Và trước khi đến với phần công bố, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Gương mặt thân quen sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Gương mặt thân quen, và đây là đêm thi thứ 7. Quý vị thân mến, để hóa trang đã rất khó, nhưng để hóa trang thành một nhân vật nào đó thì muôn vàn khó khăn hơn. Đó chính là lý do tại sao ở trong mỗi đêm thi, chương trình Gương mặt thân quen sẽ có một phần thưởng dành cho đội hóa trang xuất sắc nhất để vinh danh những chuyên gia hóa trang của chương trình Gương mặt thân quen. Và trước khi đến với phần công bố, chúng ta hãy cùng một lần nữa điểm lại phần hóa trang của cả 6 đội thi ngày hôm nay quý vị nhé. Trên tay Long Chi lúc này đã có kết quả. Đâu sẽ là đội có phần hóa trang xuất sắc nhất trong đêm thi ngày hôm nay? Xin chúc mừng chuyên gia hóa trang Kim Chi của đội Phạm Lịch và bé Khánh Chi. Ngay bây giờ xin mời chuyên gia hóa trang Kim Chi sẽ tiến lên sân khấu để nhận phần thưởng này ạ. Vâng, xin chúc mừng chuyên gia hóa trang Kim Chi. Anh muốn chia sẻ một xíu là chị Kim Chi là ngày hôm nay mới được làm việc với em và bé Khánh Chi, gọi là được kết nối nhau vào lúc 2 giờ sáng. Và tất cả mọi thứ đầu tóc là gọi là đến nơi bắt đầu mới là ship đồ đến tất cả mọi thứ. Thì em nghĩ việc đầu tiên là phải làm quen với hai cô cháu, cái gương mặt hoàn toàn là khác lạ. Và thực sự là em gửi một lời cảm ơn chân thành đến chị. Vâng, và phần hóa trang xuất sắc nhất tuần này là vô cùng xứng đáng. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị thân mến, và phần hồi hộp nhất của chương trình Gương mặt thân quen sắp được diễn ra ngay sau đây. Đó chính là phần cho điểm đến từ vị trí ban giám khảo. Và ai muốn cho điểm trước ạ? Ai cũng được. Xin mời giám khảo Hỏa Minh Di. Hỏa Minh Di. Hỏa Minh Di. Thời của em tới rồi. Thời em tới rồi đấy. Chẳng biết nói gì vì tuần thứ 7 rồi. À, chỉ có muốn nói là ngày hôm nay các tiết mục vô cùng đồng đều với nhau. Và luật của chương trình là bắt buộc không cho trùng điểm, chứ không là đã có nhiều số điểm trùng nhau rồi. Vẫn như mọi tuần thôi, ai nhận được số điểm thấp hơn thì các con cũng cùng nhau cố gắng ở tuần sau nhé. Bây giờ cô Hòa sẽ đọc thật là nhanh dành cho các đội chơi. Điểm số 7 dành cho bé Nam Phong và cô Thái Bình. Điểm số 8 sẽ là dành cho bé Bảo Ngọc và cô Bảo Yến. Số 9 sẽ là bé Khả Hân và cô Phượng Vũ. Số 10 sẽ là
bé Sĩ Luân và chú Trung. Còn 2 điểm nữa thôi. Thì hai tiết mục này đều là những tiết mục vô cùng đặc sắc và ấn tượng. Không chỉ trong tuần này mà nó còn trong quá trình từ đầu chương trình diễn ra tới giờ. Thì Hòa đánh giá đây là một trong những tiết mục rất là đặc sắc. Số điểm 11 xin được dành cho bé Gia Như. Và số điểm 12 sẽ là bé Khánh Chi và cô Phạm Linh. Mừng bé Khánh Chi và huấn luyện viên Phạm Lịch đã giành được số điểm cao nhất đến từ giám khảo Hòa Minzy. Chị Trâm ơi, chị có biết là ở trong chương trình của chúng ta thường những người cho điểm cuối cùng sẽ được gọi là ác nhất không chị? Không, chị không thấy là người cuối cùng là ác nhất, mà người cuối cùng là người chốt đơn. Và chị mong muốn là chị không phải là người cuối cùng. Thế thì ngay bây giờ em xin mời giám khảo Võ Hạ Trâm chúc mừng cho giám khảo Đại Nghĩa, bởi vì giám khảo Đại Nghĩa sẽ là người cho điểm trước ạ. Em chưa nói xong. Ủa, alo. Thì em là người chốt đơn á Trâm. Không, nhưng mà đối với bản thân em thì người chốt đơn mang một cái thiện chí rất là cao, là chúng ta sẽ... Theo mấy giờ vậy nè, vậy nè, anh em đổi bảng điểm cho nhau. Em thấy cũng tương tự nhau à. Tương tự đâu, tương tự, mình có nhó nhau đâu. Vậy hả? Ừ. Thôi bây giờ mình đổi bảng điểm cho nhau đi. Thôi để em chốt đơn cho. Rồi, okay. Tại vì em sẽ giúp cho mọi người tìm ra người thắng cuộc. Vậy thì bây giờ anh sẽ đọc điểm trước nha. Anh đọc đi. Nãy giờ là giám khảo chấm nhưng mà hoàn toàn là không có nhìn qua bảng điểm của nhau. Hoàn toàn là dựa trên cái cảm nhận của riêng mình mà thôi. Điểm 7 ngày hôm nay, chú Nghĩa xin được gửi đến cho bé Bảo Ngọc và Bảo Yến Rosie. Điểm 8 dành cho Trúc Nhân, Nam Phong, Thái Bình. Điểm 9 dành cho bé Sĩ Luân và chú Trịnh Tú Trung. Điểm 10 cặp đôi duyên dáng Phượng Vũ, Khả Hân. Điểm 11 và điểm 12 đúng là đau đầu thật đó, bởi vì tiết mục nào nó cũng có những cái nét đặc sắc và hay riêng, nhưng mà đó, tiêu chí của chúng ta là gương mặt thân quen, là mọi cái nó phải giống. Điểm 11 xin được gửi đến cho bé Gia Như, Tùng Anh, và 12 dành cho Khánh Chi, Phạm Linh. Cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa, và như vậy là đội của huấn luyện viên Phạm Lịch cũng đã giành được số điểm cao nhất đến từ giám khảo Đại Nghĩa. Và bây giờ tới lượt chị ạ, mời chị Võ Hạ Trâm. Bây giờ, cho dù cái điểm số nó như thế nào, thì nếu như mà cái điểm thấp nhất thì cô Trâm sám hối với mấy con. Mấy con đừng có buồn, nghe, không sao hết. Mình làm lại, mình chưa làm được mình làm lại, không sao nghe. Điểm 7, cô dành cho Nam Phong và Thái Bình. Điểm 8 là bé Bảo Ngọc và Bảo Yến. Điểm 9 là Sĩ Luân và Trịnh Tú Trung. Giống luôn. Điểm 10 là cặp đôi da màu Phượng Vũ Khả Hơn. Đó, còn nhiêu là chốt bên kia hết rồi đó. Điểm 11 Tùng Anh, Gia Như, và điểm 12 là Phạm Lực và Khánh Chi. Như vậy là team của huấn luyện viên Phạm Lịch và bé Khánh Chi đã giành điểm tối đa trong đêm thi ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng hướng mắt lên màn hình để xem tổng điểm của đêm thi thứ 7. Mời quý vị. Tổng điểm của đêm thi thứ 7 như sau, đứng ở vị trí thứ 6 là Thái Bình, Nam Phong 22 điểm, Bảo Yến, Rosie, Bảo Ngọc 23 điểm, Trịnh Tú Trung, Sĩ Luân 28 điểm, Phượng Vũ, Khả Hân 29 điểm, Tùng Anh, Gia Như 33 điểm, và đứng đầu là Phạm Lịch, Khánh Chi với 36 điểm. Xin chúc mừng. Như vậy là đội của huấn luyện viên Phạm Lịch và bé Khánh Chi đã giành giải nhất tuần trong tuần thi thứ 7 này. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem tổng điểm sau cả 7 đêm thi quý vị nhé. Tổng điểm sau cả 7 đêm thi như sau, đứng ở vị trí thứ 6 là Thái Bình, Nam Phong 174 điểm, Trịnh Tú Trung, Sĩ Luân 181 điểm, Bảo Yến, Rosie, Bảo Ngọc 191 điểm, Tùng Anh, Gia Như 207 điểm, Phượng Vũ, Khả Hân 218 điểm, và đứng đầu vẫn là Phạm Lịch, Khánh Chi với 226 điểm. Xin chúc mừng. Và ngay bây giờ xin mời huấn luyện viên Phạm Lịch và bé Khánh Chi sẽ tiến ra giữa sân khấu để nhận giải nhất tuần thứ 7. Hai cô trò, và lần này cũng là lần thứ 2 mà đội Phạm Lịch giành được giải nhất tuần. Cảm xúc bây giờ như thế nào? Chú mời con trước nha. Con đang cảm thấy rất là vui. Con cười từ nãy giờ mà con không nói được chú ạ. Đến giờ phút này thì mới dám tự hào một tí. Khánh Chi con nói là nếu mà con được chọn lại con muốn làm Thanh Lam, chứ mê cô Thanh Lam quá. Mà em thì lại mê cô Ý Lan, nhưng mà giống như con gọi là linh tính ấy.
em cảm giác là nó sẽ có một cái gì đó rất là phù hợp với Khánh Chi hơn nếu Khánh Chi muốn làm nhân vật cô Thanh Lam. Nhưng mà không dám nói, chỉ muốn là kiểu như là ốp vào người đấy, con cứ cố gắng sẽ làm được. Thì đó, Khánh Chi, con thấy không? Mọi thứ mình cố gắng và mình nỗ lực thì kết quả nó sẽ rất là ngọt ngào. Yeah, chúc mừng con. Vô cùng xuất sắc, xin chúc mừng đội Phạm Lịch và bé Khánh Chi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chiếc nút bấm thân quen để xem rằng các cặp thí sinh của chúng ta tuần sau sẽ hóa thân thành ai, quý vị nhé. Chúng ta đã quay trở lại với chiếc nút bấm thân quen rồi đây, và Nam Phong thân mến, tuần sau con có ước mong được trở thành một nhân vật như thế nào không? Con nghĩ là ai cũng được. Ở những cái tuần vừa rồi thì chúng ta liên tục bấm ra những nhân vật mà rất là khó để hóa thân, cho nên là chúng ta gặp rất là nhiều những khó khăn, đúng không? Vậy thì lần này chú tin là con sẽ bấm được một cái nhân vật nào đó nó gần với mình hơn. Cố gắng lên con nha. Vâng ạ. Chúc con may mắn. Sẵn sàng. 3, 2, 1, xin mời. Oh. Wow. Oh, đây là một cô ca sĩ người Mỹ thưa quý vị, và chắc là con sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu về cô ca sĩ này nhé. Vâng ạ. Bảo Ngọc, tuần này chúng ta đã làm rất là xuất sắc hình tượng của nữ ca sĩ Hồng Ngọc. Tuần sau chú muốn con làm một nam ca sĩ đi, cho nó khác lạ đi ha. Con sẵn sàng chưa? Chuẩn bị. 3, 2, 1, xin mời. Nữ ca sĩ Cẩm Ly, một giọng hát vô cùng ngọt ngào. Và con cũng có rất là nhiều sự lựa chọn, bởi vì cô Cẩm Ly cũng là một ca sĩ mà hát rất nhiều dòng nhạc. Dạ. Yeah. Chúng ta có nhiều sự lựa chọn. Dạ, yeah, tại vì cô là người miền Tây, con cũng là người miền Tây nên nó dễ hóa thân. Ok, ngay bây giờ chúng ta hãy về và tìm hiểu thật là kỹ về nhân vật này nha. Dạ, yeah. Chúc mừng con. Chúng ta lại gặp nhau ở nút bấm thân quen và giây phút hồi hộp này lại tới rồi con ạ. Đúng rồi. Thôi, chúng ta không nói nhiều nữa. Bây giờ chúng ta sẽ bấm luôn để xem nhân vật này là ai nhá. Sẵn sàng. 3, 2, 1, xin mời. Wow. Chupi Checker, một nam ca sĩ da màu. Và chú tin là với những cái kinh nghiệm mà con có thì chắc chắn là con sẽ làm tốt tuần sau ha. Vâng, cảm ơn chú. Chúc mừng con. Chào con. Dạ, cô chào chú. Tuần sau sẽ là một nhân vật như thế nào theo ý nghĩ của con? Dạ, vẫn rồi, con vẫn mê sôi động nha. Con vẫn chưa từ bỏ, con vẫn mê sôi động. Mình vẫn muốn lắc lư, lắc lư, lắc lư theo nhịp nhạc ha. Dạ. Rồi, sẽ là một nhân vật mà hát cái dòng nhạc sôi động. Chúc con may mắn. Sẵn sàng. 3, 2, 1, xin mời. Thực sự là chúng ta muốn sôi động là nó cũng có thể sôi động được các con. Có nha con, chú Bạch Long hát nhiều lắm luôn đó. Chú Bạch Long không phải chỉ hát cải lương không đâu, mà chú Long cũng hát tân nhạc nữa, rồi rất là nhiều những cái bài trong những cái vở nhạc kịch ngày xưa đó. Công... của và chú Bạch Long là viral lắm luôn đó. Vua bò cạp. Chưa gì em đã thấy mặt bé Hân giống chú Bạch Long rồi đó. Mặt tròn tròn. Hóa trang lên một chút nữa là rất là giống luôn. Chúc mừng con. Rồi, tuần này mình đã nhảy rất là bốc lửa rồi. Dạ vâng. Tuần sau mình có muốn là mình sẽ điềm tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn, truyền cảm hơn không? Dạ vâng. Ok, chúc con may mắn. Sẵn sàng nha. 3, 2, 1, xin mời. Oh, nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường. Con có biết nghệ sĩ nhân dân này không? Dạ, dạ con có ạ. Cô Hường rất là nổi tiếng và cũng có rất là nhiều thông tin để chúng ta có thể tìm hiểu về nhân vật này. Chúc con may mắn. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Tuần trước là con nói là con mong muốn một cái nhân vật nhí nhảnh, nhưng mà con lại bấm cho cô Ý Lan đúng không? Vâng ạ. Thế tuần này con mong muốn con sẽ là nhân vật nào nè? Thế thì tuần này con sẽ chọn ngược lại nhân vật nhí nhảnh. Con muốn tiếp tục như hôm nay là một người điềm tĩnh, một danh ca. Chúc con may mắn, chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1, xin mời. Chết rồi, cô Hòa rồi. Chết rồi. Tuần sau là cô Hòa sẽ có rất là nhiều điều để nói với con đó, bởi vì cô Hòa là một người rất hiểu chú Eric. Chúc con may mắn nha, không hiểu gì chạy ra hỏi cô Hòa liền ha. Con sẽ tập tành đẹp trai từ tuần này. Ok ạ. Phạm Lịch và Khánh Chi hãy cùng ở lại sân khấu. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại tiết mục đạt giải nhất tuần này. Xin mời quý vị. Trời ơi, tình ơi, đời.
thân mến, quý vị đừng quên Gương Mặt Thân Quen được phát sóng vào lúc 21 giờ 15 trên kênh VTV3 vào tối thứ bảy hàng tuần. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau. Trận đấu bắt đầu. Come on everybody, clap the hand. Em bước lên một cái, anh bị rúng động luôn á. Hình ảnh nó quá đẹp. Cái hình thể quá đẹp. Anh thực sự ngu ngơ. Bao vị người ấy cũng không xong. Nó làm người yêu không. Thế thì còn xứng đáng yêu không? Các thí sinh nhí sẽ bốc thăm xem rằng đâu sẽ là huấn luyện viên mới của mình.